Xin kính chào quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc nhé. Hiện tại đang gầm khoảng hơn 4 giờ chiều tối quý vị. Mình đang ở cái vị trí đứng ở đây là đường rẽ xuống chỗ này là đi vào bản nhà Bí Thư Già, vào thôn Há Cá điểm dưới. Mình vừa ở điểm trên xuống đây, thợ nghỉ sớm mình cũng tranh thủ xuống đây mà hẹn Bí Thư Già mà lên đây tí thăm một cái hoàn cảnh hộ gia đình ở dưới này. Mình cũng thi thoảng cũng qua cái đường dưới này ấy, thấy hoàn cảnh gia đình dưới này cũng khá là khó khăn. Mình cũng tiện thể rẽ qua cho thứ nhất là để thăm hỏi sức khỏe gia đình, thứ hai cũng là chia sẻ cái hoàn cảnh cho quý vị biết là cái hoàn cảnh của cái nhà dưới này nhá. Nhà mình cũng đi lại thường xuyên ở đây, mình cũng nhìn thấy rất là khó khăn đấy. Mình cũng muốn vào đây để chia sẻ cho quý vị biết cái hoàn cảnh gia đình này nhá quý vị nhá. Hôm nọ thì như ở cái kênh Nhung Nhà Quê mình cũng có chia sẻ lên một cái video. Quý vị nếu mà hay để ý trên kênh đó thì cũng biết là hôm nọ mình cũng lấy cái vật liệu vào theo cái đường bên này này quý vị, theo đường đất này vào lấy vật liệu nhà Bí Thư Già để làm nhà ấy. Đây ạ, đây là cái gạch. Gạch đây Bí Thư Già chở túc tắc chở vào cũng gần hết rồi. Cũng vừa một phần là thuê được ít nào hay ít đấy, còn đa số là nhà tự chở. Và cái chỗ bột này, cái chỗ bạt mà che phủ ngăn cách bên kia ấy, thì cái bạt chỗ phần bên này là cái của nhà vật liệu nhà Bí Thư Già, còn bên kia là cái vật liệu người ta làm đường nhá. Đấy, còn bằng này gạch thôi, gạch để chở vào làm nhà Bí Thư Già ấy quý vị ạ. Nó túc tắc tại vì cái tuyến đường ở dưới này ấy, thì mình cũng chia sẻ lên kênh Nhung Nhà Quê cũng như là kênh của anh Sa Trường Giang thôi. Thì cái tuyến đường ở phía bên dưới gần nhà Bí Thư Già khỏi cái dốc này một đoạn này, nhà nước họ đang đổ đường ấy, thì không thể ô tô vào được đến nơi được. Thì hôm nọ cũng có một cái vài comment ở dưới cái kênh Nhung Nhà Quê ấy, mà tại sao lại không không hạ tải xuống để mỗi một lần vào một nửa xe ô tô. Thưa quý vị rằng là cái đường người ta đang làm, chưa người ta chưa nghiệm thu, đâm ra không thể vào được. Nếu mà vào ấy thì xảy ra vấn đề thì mình không chịu được cái trách nhiệm đấy, đâm ra là mình không dám cho vào. Đấy, dụ người ta đang vào một cái đường người ta hỏng hóc cái gì thì người ta chịu nghiệm thu làm sao mình ấy được, đúng không ạ? Mình chịu được trách nhiệm đúng không ạ? Đâm ra mình không cho vào. À, gặp anh Vĩnh mới đi chở gà. Chở Niêm Sơn về à tí ơi? Chở gà. À đấy à? Đi tận Niêm Sơn à? Vất vả cho đường đấy, chưa ra được không? Đi hàng vào đây lên thì chắc là sương lắm đấy nhờ. Đây đây đây. Đẩy đẩy dốc này đi. Ok lên đi. Hay gặp anh Dính ở đây đi, vừa đi chợ lấy gà về bán. Nhà bán quán đấy quý vị. Bán quán nhỏ thôi. Còn này tạp hóa, còn phục vụ bà con trong bản thôi. Ok. Rồi về nhá. Anh về luôn à? Ờ về luôn rồi, anh về luôn. Rồi rồi, ok về nhá. Đây cái điểm này, đường thẳng đường này lên vườn cái quả đồi bên này là cái chỗ nhà anh Vĩnh cũng như là nhà bé Cho mình đang khởi công ấy quý vị. Này, như thế này là đi xe nó rất là khó ấy. Lúc trở xuống thì được nhưng mà lúc trở lên nó khó, đâm ra mình cũng không dám đi xuống, đi bộ vào thôi. Cái bản Bí Thư Già nó ở bên kia cái mấy cái nóc nhà kìa quý vị. Đường này nó trơn như thế này ấy, thì chắc chắn một điều là xe xuống nó sẽ trơn và lên rất là khó đấy. Ra là lúc bao giờ mình lên ấy thì rất là vất vả, mình sẽ để cái xe ở ngã ba đấy mình đi bộ vào thôi. Cái chỗ đất này là kiểu như là ngày xưa là cái mưa nhiều ấy, làm ra cái phù sa nó trôi xuống đây này. Đấy, nó cái toàn cái đất thịt, làm ra cái hai bánh ô tô người ta cán qua hai bên nó bồi lên trên để nó cũng mềm thôi. Mưa xuống rất là lầy. Như cái tuyến đường như thế này quý vị, bảo là ô tô người ta chở vật liệu vào ấy thì là cứ mưa một ngày ấy, người ta phải nghỉ 3-4 ngày. Nắng thật to bắt đầu đường khô người ta mới dám vào, chứ thật sự ra là cứ mưa xong hôm trước hôm sau thì không thể vào được. Như thế này thì quý vị cũng biết là cái con đường này, nếu mà hay xem trên kênh của em Ngọc và kênh của anh Giang ấy, thì ngày trước mình hai anh em mình vào đây cũng chia sẻ rất là nhiều những cái tuyến đường như thế này. Đấy chính là cái ngôi nhà này quý vị ạ. Mỗi một lần mình qua bản Bí Thư, vào cái nhà Bí Thư Già ấy thì phải qua cái ngôi nhà này. Đấy, qua ngôi nhà này thì mình xem rất là hoàn cảnh.
mình cũng dặn em già, vừa nãy mình liên lạc với em già ấy và điện lên đây và hỏi xem gia đình có nhà không, mình vẫn vào thăm hỏi sức khỏe gia đình. Và cái chủ yếu ấy là vào xem chia sẻ cho quý vị biết là cái hoàn cảnh gia đình này như thế nào nhá. Đây lợp thì lợp mái danh, mình cũng chưa vào tận trong nhà để xem đâu. Mỗi lần qua đây mình thấy cái hoàn cảnh gia đình này nó rất là khó khăn đấy. Lúc chuẩn bị xuống đây ấy, thì mình cũng điện liên lạc với em già trước là xem gia đình này có ai có nhà không. Thì em già cũng vừa ra đến đây xem không biết là ai có nhà không để mình xuống ấy, thăm hỏi và chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình ấy. Thì em già cũng vừa ra đến đây, cũng vừa quay lại để xe đấy sao ấy. Thì cái tuyến đường này đội thi công làm đường, họ đang làm đường quý vị ạ. Đấy, cũng đang thi công để làm đường, đội thi công kia ạ. Đây bí thư già cũng vừa đến nơi quý vị. Bí thư già này là đẹp trai thì tuyệt đỉnh. Đang bưng nhà hay gì ấy? Vâng, em bưng hai cái ván nhà ấy. Vừa nhà xong chưa? Kẹp cái mic này vào cho anh ấy. Vậy cái nhà có nhà ai, ai có nhà không? Đan lên. Hả? Đan lên. À nhà, nhà đây à? Đâu? À. Đan vào không biết vào đâu, đến đâu. Vợ hay là chồng? Vợ thôi, chồng đi làm ở dưới Quảng Ninh rồi. Chồng làm ở dưới Quảng Ninh á? Vâng ạ. Đi làm gì dưới đấy nhỉ? Đi làm ngoài công ty. Đi làm công ty á? Ngoài, ngoài công ty. Nhà này có đông con không? Ba con. Ba con à? Không biết con có nhà hết không? Đan về không? Bà vừa này cô gọi cả con về không đấy? Có mà. Đây vào đây qua quán anh mua một ít kẹo ấy, rồi em cầm tí nữa chia mỗi đứa một tí, gặp mỗi đứa chia mỗi đứa một tí thôi để anh xem gặp trẻ con ấy. À đây đây. À anh ra tính đi đâu đây? Hả? Đi cắt cỏ bò à? Ai cho này tốt gió thế? Đây này chưa chưa bén được mấy cái này em. Ra. Chưa bén được mấy cái kẹo này. À, này. Đây. Ấy, như đây rồi. Hay thảo lục bồ tí á? Hỏi cái anh hỏi bảo em tiện đây em bảo anh xính hỏi anh cái là có người hỗ trợ làm cho một cái nền nhà rồi nhưng mà bây giờ hiện tại vật liệu cho vào được. Ê, là với lúc à của trẻ đó mà giờ lo này mà thao chúa u này lòi đó à? Vật liệu họ làm đường kia hay là đổ đâu đây, bảo bà con đến hỗ trợ được không? Cứ anh đổ gần gần đây ấy. Giờ thì bên chỗ thì đào ốp bộ 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 ốp bộ thau ốp bộ thiết tao này tốt thôi. Hả? Anh à, bảo qua cũng không không nhờ bởi nhờ là về không có tiền đấy. À. Đây đây vợ vợ là đi theo cùng đây phải không? Vâng vâng đúng rồi. Đây rồi về đây rồi quý vị. Bỏ kẹo kẹo ra chia mấy trẻ con em. Vâng. Đi vào nhà anh ạ. Ừ. Đi vào thì nhà. Chia trẻ con cho ăn cho nó thích. Vâng. Đây nhà đây quý vị, mình sẽ quay dần dần từ ngoài vào. Ở trên này là mình thấy là đây là cái lá là gọi là trên này gọi là lá danh đúng không? Danh ạ, danh ạ. Còn đây là bưng tre. Bưng bằng cái cây tre mình cây đập tre. Nát ra. Và cột về. Cũng là tre. Ừ, đập vỡ. Xong rồi. Đây là mấy đứa cháu nhà đây con đây. Vâng ạ. Đây quý vị. Cái nhà này ấy, thì thường thường ngày trước anh qua đây rất là lâu rồi. Hôm nào qua hầu như cũng thấy nhưng mà mình lại chưa có dịp về nhà ấy. Mình cũng xin vào đây để chia sẻ cho quý vị biết. Đây là nhà khá là hoàn cảnh đây. Vào đi em, vào đi. À. Tại vì mình cũng tiện ở nhà cho bé treo xuống, mình không có cái gì nhá. Mình cũng mua thêm ít kẹo để cho các cháu ăn cho vui luôn. À, nên là nó tha nha. Này, cho tớ. Cho bó phênh cho cháu ra. Sô xênh, sô xênh. Nhìn kia. Ừ, được rồi. Này, tớ. Này, nha. Đây là con của em hết à? Không, không phải, đây là... À, cháu anh, à? Anh trai. Chưa đi, chưa đi mấy đứa ăn cho nó vui. Em có mấy cháu rồi? Ba đứa. Ba đứa à? Đâu là đứa nữa đâu? À, đây là hai bé này đúng không? Đây là con của anh trai à?
Đây là con của anh trai bố bố được con nhỏ ấy. Rồi. Còn đây là con bát. Có ấy, có bé có quần vào, mặc quần vào. Xung quanh ở bên nhà, trong nhà quý vị. Nhà này cũng khá là hẹp nhỉ, 230 m² thôi, 30 m². Lá xanh. Hai sườn. Đây là bé Út nhà em à. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ừ. Sinh năm bao nhiêu? Thế anh gặp lâu chồng á. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh là chỉ nhớ là sinh năm 1998. 98 à? À có nghĩa sinh năm 98 gì? Vâng. Thế chồng em sinh năm bao nhiêu? Chồng em sinh năm 96. 96. Vâng. Cưới nhau lâu chưa? Được mấy năm rồi? Cưới 2005. À 2015. 2015 à? Vâng. Hai vợ chồng ở riêng lâu chưa? Năm ngoái à. À năm ngoái được 1 năm rồi thì. Vâng. Thế nhà bố mẹ mình là ở đâu? Nhà bố mẹ nội ấy ở đâu rồi ta? Ở bên kia. À trong gần nhà em à? Vâng. À. À nhà đấy à? Ở 1 năm rồi. Thế chồng em đi làm hay là... Đi làm ạ. Đi làm thuê à? Vâng. Đi làm từ đâu sao? Làm ở dưới Quảng Ninh ạ. À, làm Quảng Ninh à? Vâng. Chồng em biết nói tiếng Kinh không? Biết ạ. À. Em ngày trước là chả phải học đến lớp mấy... Em học đến lớp 9 ạ. À, học lớp 9 à? Thế thảo nào nói tiếng Kinh rõ. Chồng em cũng biết nói tiếng Kinh hết đúng không? Vâng. À. Thế ở riêng được 1 năm rồi. Nhà mình có nhiều ruộng nương không? Có ít thôi à? Thế thường thường là nhà là chồng đi làm là em ở nhà là trông con thôi. Vâng ạ, trông con với làm nương. Làm nương. Vâng. Được 3 đứa cháu rồi, đứa cháu Út. Bé này được mấy tháng rồi em? Được hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng. Đứa cả nhất được bao nhiêu tháng? Đứa lớn đấy. Lớn 3 tuổi. 3 tuổi à? Thứ hai là bao nhiêu tuổi em? 2 tuổi. 2-3 tuổi. 1 năm 1 đứa đúng không? Vâng. Em tên là gì nhỉ? Vừa Thị Và. Vừa Thị Và. Vâng. Còn chồng em tên là gì? Và Mỹ Pó. À Và Mỹ Pó. Vừa Thị Và, Và Mỹ Pó. Thế em là nhà ở đâu? Chồng là nhà trong đấy phải không? Vâng. Chồng là nhà trong thôn Mỹ. À nhà thôn nào? Thôn Mỹ. Còn em này là rau từ bên Tân Ngà về đây. À, em là bên bên Tân Ngà đúng không? Vâng. Ở bên ngoại bên Tân Ngà cũng như là lấy chồng về đây. Vâng. Bên xã khác lấy chồng về đây. Vâng. Như nào như này em nói lại thế nào, vừa nãy em ngồi ở đây khuất cây mic không nghe tiếng ấy. Vâng. À, thưa anh là cái lịch sử của hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng này là em ở cái em Pó ấy. Ừ. Thì cũng là người trong bản này, thì bố cũng mất sớm ấy, thì còn mẹ cũng già rồi, già tầm tuổi mẹ em 50 mấy tuổi rồi, thì cũng không thể ở trong gia đình có 4 đứa con là không thể là cho mấy mỗi đứa một căn nhà, chỉ chia đất cho anh em thôi, và số cái nhà là tự lập ấy, cho nên em Pó này mới đi làm thuê để nếu mà có cơ hội sang. 4 anh em trai. Vâng. Rồi. Vâng ạ. Thế chồng của em này là Út à? Chồng của em là Út à hay sao? Ba. Không phải. À con thứ 3. Còn em Út nữa ở nhà. Vâng. Thế là có 3 cháu. Này cuộc sống này cũng vất vả phết đấy nhờ. Vâng, ông chồng đi làm được nửa năm rồi. Nhưng mà nhà mình làm cái tre này là lâu chưa em? Được 1 năm rồi. Được 1 năm à? Lúc ở riêng ra làm luôn gì? Vâng. Cả cái mái này cũng mái cũ ngày trước rồi đúng không? Vâng ạ. Mái lá danh. Cái lá danh này lấy đâu ra được nhiều thế nhỉ? Ở rừng anh. À lên tận rừng kiếm à? Vâng. À đây này.
toàn tre thôi. Còn 3 tuổi, ba con ba em 3 tuổi đi đi học chưa? Đi học rồi. Đi học đi học ở bên trường điểm trường nhà mình đấy đúng không? Vâng. À thế à. Rồi đi học mẫu giáo rồi. Thế chịu khó cho con đi học về sau này nó cho nó phát triển. Chồng chồng em là đi đi làm được khoảng mấy tháng rồi, chính xác được khoảng mấy tháng rồi? Chưa được một tháng ạ. Chưa được một tháng à? Vâng. Thế ngày trước là chồng ở nhà làm gì? Ở nhà không làm gì đâu, chỉ làm ruộng, làm nương. À làm nương à? Vâng. Gửi tiền về lần nào chưa? Đi làm được nhiều tiền không? Đi làm công nhân hay làm gì đấy? Không, đi vác gỗ. À vác gỗ à? Vâng. À. Làm như thế được nhiều tiền không? Bình thường mình có biết là được nhiều tiền không? Lần trước đi thì được, nhưng mà bây giờ đi là chưa biết. À thế à, đi cũng về một lần rồi đúng không? Vâng. Còn một tháng nay cũng về một lần rồi. Đi Quảng Ninh xa phết đấy nhờ. Quảng Ninh đây đi hai chặng xe, một từ Mèo Vạc đi đến thành phố Hà Giang. Từ thành phố Hà Giang mới là một chặng nữa đi đến Quảng Ninh, rất là xa luôn. Đấy thì chồng đi làm xa quý vị, còn vợ ở nhà thì còn ba đứa nhỏ. Ba đứa nhỏ thì còn lắt nhắt này thì nói chung là vợ cũng không đi làm gì được, trông con nhỏ này, với cả hai đứa bé này này mình cũng không thể đi làm gì được ấy. Đấy, hoàn cảnh gia đình thì cũng như vậy. Xung quanh nó cũng chỉ là toàn cái vách tre như vậy thôi. Toàn vách tre như vậy thôi. Căn nhà thì bé bé, lụp xụp khoảng tầm 20-30 m². Thì lúc vừa lấy vào anh cũng nhìn qua gia đình nhà em thì cũng biết được cái hoàn cảnh của em ấy, như vợ chồng em thì còn trẻ và có 2-3 đứa con ấy. Thì có mấy cháu nhỏ, như bản thân gia đình anh cũng có cháu nhỏ thì anh cũng hiểu cái cảm giác đấy. Thì còn thiếu thốn rất là nhiều thứ anh theo anh quan sát ấy. Thì bây giờ anh hỏi em là em sau này ấy, em có cái mong muốn gì không? Ý là cái ước mơ mình sau này ấy, mình có cái ước mơ gì không? Có. À, em mong muốn là có cái điều gì? Bây giờ thì gia đình cũng nghèo nhưng mà chồng đi làm thì phải chồng phải cố gắng đi làm để kiếm tiền về làm nhà. Ước mơ sau này thì để đi làm về làm nhà, xong là nếu có ai hỗ trợ được thì hỗ trợ một con bò thì để được phát triển kinh tế, để sau này nó làm để con ra này bán thêm kiếm lấy tiền về làm nhà. À thế à. Bây giờ em mong muốn của em ấy thì là nếu có ai hỗ trợ được cái con vật nuôi gì ấy đúng không? Vâng. Thì em cũng nuôi. Ý anh hiểu nôm na em nuôi lớn để nó sinh sản ra, sau này lấy cái con của nó đi bán ấy, xong vâng. Lấy cái tiền về phụ để làm nhà đúng không? Vâng. Đấy thì bây giờ độc một mình chồng em đi làm ấy thì nó rất là khó khăn mà vất vả, mà nhà này có con nhỏ nữa nuôi nấng nó cũng rất là tốn kém ấy. Thì anh cũng hiểu cái cảm giác này, thì vợ chồng còn trẻ. Cái gia tăng trước là cái bảo là bố chồng mất sớm hay cái gì nhỉ? Mất sớm ạ. Bố chồng à? Vâng. Em không rõ là bố chồng bố của em Pó là mất từ năm bao nhiêu, nhưng mà cũng bởi vì ô thêm cả chính. Em đi học là em nhớ nông na là 2015 thì phải. 2015 là mất rồi. Vâng. Thế là mẹ, còn mẹ mẹ bây giờ già, còn mẹ già là ở nhà với hai cái đứa em nhỏ. Vâng. Mẹ già là khoảng bao nhiêu tuổi biết không? Mẹ già là chắc em không rõ lắm nhưng mà trên 50 ạ. À thế à? Vâng. Già như mẹ già nhà em ạ. Cũng có mẹ là 50 tuổi. Thì cái ước mơ của em thì là rất là đơn giản luôn quý vị. Nói chung là nó không cao sang như mọi người khác. Thì em cũng chỉ mong muốn là nếu có ai hỗ trợ được cái con vật nuôi gì thì có thể là hỗ trợ em để chăn nuôi, sau này phát triển kinh tế để em bán đi lấy cái tiền làm phụ và làm nhà ấy. Thì bây giờ chồng em còn chồng của em ấy thì còn đi làm thuê ở dưới Quảng Ninh. Đấy. Ở nhà thì
còn ba con nhỏ thiệt thòi rất là nhiều thứ. bé trai bé gái em? Bé gái. Bé gái à? Vâng. Thế có hai con trai một con gái. Vâng. Bé này đi học chưa? Bé này bé thứ hai à? Bé thứ nhất ạ. À bé đầu à? Vâng. Ô bé vừa lại cảm giác như to hơn nhỉ? Đúng không? Lớn hơn đúng không? Bé thứ hai lớn hơn. Lạch nhau một. Ờ. 51. Bé này là đi học rồi đúng không? Học ghép đúng không? Vâng. À đi học mẫu giáo rồi chứ. À, không phải mẫu giáo mà đi học ở đâu thì gọi để học ghép thôi. Vâng. Học nhà trẻ thôi, đi nhà trẻ. Vâng. Thế bé thứ hai đi chưa? Chưa. À thế là thế sang năm tới là đi được rồi, nghỉ hè xong này là đi được rồi. Vâng. Đấy, cứ cố gắng cho con đi học hành, sau này nó phát triển, nó cái tư duy nó phát triển này, nó sẽ khôn khéo hơn, đi ra ngoài nó tự lập được, kiếm tiền nó dễ hơn. Đấy. Thế là cứ cố gắng nha em nhá. Ừ. Đây nha, hôm nay anh vào cũng chỉ là thăm hỏi sức khỏe gia đình em, thì em cũng nắm được cái tình hình gia đình em như vậy, thì anh cũng chả biết nói gì hơn, anh cũng là cầu mong sức khỏe gia đình em luôn mạnh khỏe và chồng em cũng đi làm được thật nhiều tiền để sau này phụ giúp cho làm nhà cửa. Đây hôm nay anh anh chỉ tiện từ cái điểm trên xuống đây thôi, anh cũng không mua được cái quà cáp gì nhiều cả, sau vào nếu mà có điều kiện anh sẽ mua phụ giúp được gia đình cái gì anh sẽ mua nhá. Còn hôm nay anh cũng chỉ tiện ở trên kia xuống thôi, ở điểm trên đấy, hai cái điểm trên đấy. Ừ. Thì em cứ cố gắng nhá, cố gắng nuôi con cho phát triển đấy. Đấy thì mình hôm nay mình cũng bảo cái em già ra cùng mình hôm nay cũng liên lạc với em Hùng ấy quý vị ạ, nhưng mà là vì em Hùng em không có nhà, đi có một chút công việc ấy, thì mình bảo em già lên, tại vì em già hôm nay cũng rất là bận, em đang bưng ván nhà hay cái gì ấy. Em đang bưng ván nhà hay sao ấy? À đấy à, rồi, thế thôi nhờ, xong có gì mình về nhờ. Thế thôi, bây giờ cũng khá tối rồi, cũng trời mưa rồi. Bây giờ chắc có lẽ mình cũng dừng video tại đây nhá quý vị. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích thì hãy like cũng như chia sẻ cho mọi người cũng biết nhá. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.